quá trời cả nhà ơi, quá trời cả nhà ơi, cháy quá trời cả nhà ơi. Thì em đang ở ngay chỗ đường Phan Văn Đáng gần cầu Tân Hữu mới phường 8 thành phố Long nha. Giờ có các anh công an người ta đến đây, lên đây. Ở trong đó người ta đang kéo mấy cái tấm tôn gà cả nhà để cho nó thông gió ha. Bọc cây vô kìa. Để cho mấy cái tấm tôn nó bung gà. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt tại phường 8 thành phố Vĩnh Long. Thì em đang trên cái con đường là đường Phan Văn Đáng gần cầu Tân Hữu mới. Thì ở đây đang xảy ra một cái vụ hỏa hoạn nè cả nhà. Thì bây giờ khói bốc lên ngùn ngụt rất là cao luôn. Thì cái chỗ này nó nằm gần cái chỗ cái hồ bơi, mà cặp một bên hồ bơi luôn, mà không biết sao mà nó xảy ra vụ cháy vậy luôn đó cả nhà. Thì bây giờ cháy rất là dữ dội luôn. Quá trời cháy rồi, không biết sao đây nữa. Thì bây giờ thấy là cũng có mấy chiếc xe chữa cháy đang chạy tới rồi cả nhà, đang chuẩn bị kéo ống nước để xịt cho không có bị nữa cả nhà. Thì cái hướng ở bên mé ngay chỗ em đứng là ngay chỗ cầu Tân Hữu mới ha cả nhà. Thì bây giờ khói cũng bốc lên rất là cao ha. Đó, ở phía sau căn nhà cũng nhà lầu cũng 5-6 tấm gì đó. Thì giờ này bà con cô chú anh chị mình đang đứng để người ta nghe ngóc tình hình đây, người ta xem sự việc như thế nào luôn cả nhà. Quá trời người ta luôn, rất là đông luôn, khói ngùn ngụt luôn cả nhà. Đây nè, bà con mình hiếu kỳ đứng xem quá trời luôn nè, rồi đậu xe lại chụp hình quay phim nhóc luôn cả nhà. Xe cứu hỏa thì đang xịt nước vào bên trong rất là nhiều luôn. Thì quay trở lại đằng hướng mé bên đây đó cả nhà, thì khói càng ngày càng cao, quá trời luôn, càng ngày càng dữ luôn nè cả nhà. Khói mịt trời luôn mà nó đen như trái sắn luôn, giống như một cái đám mưa đen mà đang bay lại để chuẩn bị mưa đó cả nhà, đen tù lù luôn, quá trời đen luôn đó. Người dân người ta đứng xem rất là đông luôn cả nhà. Xe cứu hỏa thì đang làm công việc nhiệm vụ là đang xịt nước vào bên trong để ngăn chặn lại cái vụ hỏa hoạn này đó cả nhà. Cái quán cà phê mì cay và trà sữa bạn cháy quá trời luôn. Năm quá trời luôn. Xe cứu hỏa tới luôn. Đằng kia thì cũng có rất là nhiều xe cứu hỏa đằng đó luôn đó nha. Ừ. Một tỷ này nè. Ở Vĩnh Long nè, đang cháy lắm. Rồi thôi nha, tao đang cháy chứ. Đó, bây giờ công an với giao thông ta lại nhiều lắm đó cả nhà. Một chiếc nữa hả? Ừ, đây một chiếc nè. Ờ, tại vì giờ cái quá trời mới chạy đi, nó đi bơm nước từ đi hút nước thêm ha. Ờ chứ giờ cái chỗ nào ta, chỗ phía sau kìa đó, phía sau ngay chỗ hồ bơi hả? Ừ, hồ bơi Minh Anh hả? Nghe nãy nghe đâu là nổ mấy trong cái kho lạnh gì đó. Dạ yeah. Nổ kho lạnh rồi cháy luôn. Cháy cháy cháy. Ôi trời. Giờ có các anh công an người ta đến đây, lên đây. Ở trong đó người ta đang kéo mấy cái tấm tôn gà cửa nhà để cho nó thông gió ha. Thông gió là người ta mới xịt nước vô được. Chứ đó là bị là sự cố nhà bếp thôi. Một chiếc xe đã cứu hỏa xong rồi đó cả nhà, giờ này đang chuẩn bị chạy về lấy nước thêm. Giờ về bên chữa cháy người ta đang làm cả nhà.
nãy giờ khoảng chừng mấy chiếc xe chữa cháy rồi chú? Mấy phải bớt lại. Thấy đây có hai chiếc nè, đằng nẵng một chiếc đang bơm nước nữa. Chiếc đằng kia mới có một chiếc đậu nữa kìa. Đó, rồi nhìn ta thật to to kìa. Hết tối rồi đó, tắt rồi tất cả. Bên đó giờ mấy chú bên đội chữa cháy người ta đang thọ cây vô kìa, để cho mấy cái tấm tôn nó bung gan vậy nè. Quá trời khó luôn. Gặp khó rồi. À khó. Thì bây giờ ở trong đó đó, nhà bây giờ chuông nó reo dữ lắm nha. Bình hướng bên đây cũng có một chiếc xe chữa cháy nè, cái nhà đang đậu nè. Nước từ cái hồ bơi lên đặng xịt luôn á. Nãy giờ ông kia ông nói là 5 chiếc cứu quả rồi đó. 5, 6 chiếc rồi. Quá dữ kìa. Ở bây giờ người ta ở trong cái nhà kho nó vẫn còn cháy. Còn cháy đó. Chạy nó đúng. Lộn khói, nó lộn chấm kìa kìa. Thấy người ta nãy giờ người ta lấy cây, người ta thọt cho ra khói đó. Để cho thông gió. Nó cháy là ngay chỗ cái hồ bơi hay là cháy bên mấy kim phút đó ta? Thì nói là nó nổ trong cái kho lạnh gì đó. Dạ. À, mấy nhỏ sinh viên nó kể vậy đó. Bây giờ này công an với bên đội chữa cháy người ta hoạt động hết công sức hết cả nhà để chữa cháy ha. Có đầy người ta quay phim nữa kìa. Mấy anh này đang gắn ống vô cái nhà, đang gắn ống vô xe chữa cháy nè để người ta chữa cháy. Quá trời công an luôn. Đang hút nước vô đang cháy thì chữa cháy thêm á. Đỡ rồi, nãy quá trời khói luôn à. Khói là khói đen thôi à. Tiếp tục. Ê, có chiếc xe chữa cháy đây nữa nè, đang chạy lên nè. Ồ, chiếc này bự à. Chiếc này bự hơn mấy chiếc nãy nè. Chiếc này đang tăng cường xe lên mà. Còn đậu ở bên kia chiếc nữa nè. Đậu bên kia chiếc nữa. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc gì lận, hồi nãy có thấy mấy chiếc kia chạy gì rồi. Hướng đằng kia xa xa ơi, đằng kia 2 chiếc anh ơi. Một đằng kia 2 chiếc rồi. Không hết là 5, 6 chiếc lận. Lắm mà. Mấy chiếc bự không à. Dạ, chứ đâu có chạy được. 1, 2,
3, 4, 5 chiếc cứu quả. Thì bây giờ cái chiếc xe cứu quả này đang bơm nước vô đó cả nhà. Đây, chiếc cứu quả này đang bơm nước vô nè. Đang bơm nước rặn xịt vô trong cây phụ. Thì hồi nãy ở trong đây là nó nằm ở sau ngay chỗ cái chữ là kim ha phút đó cả nhà. Cái chỗ đây là ở phía sau thối, bây giờ nó cũng đang bốc lên ngùng ngụm luôn. Thì nãy có mấy chú trong đó bên đội chữa cháy người ta cũng lấy cây người ta gị, người ta kéo những cái tấm toàn ra đó cả nhà, để cho nó thông gió thông hơi ra, đặng có cái hướng để người ta xịt người ta chữa cháy. Thì bây giờ ở ngoài này chỉ được xe xỉ rồi thôi cả nhà, chứ bây giờ mình đâu có đi vô trong cái khu vực hiện trường để quay được. Thì ở ngoài này thì có rất là nhiều xe chữa cháy nè. Bên đó thì có mấy bạn làm bên công ty hay gì mặc áo vàng vàng đó cả nhà, thì bây giờ đang đứng ở khu vực bên ngoài ha, không biết là làm gì luôn. Chắc là mấy chị mấy anh đó đang làm trong cái chỗ đó đó cả nhà. Thì ở đây cũng có một chiếc xe chữa cháy đang đậu đây đó cả nhà. Khu vực cháy là nằm bên hướng đây nè. Giờ có mấy bạn mặc áo vàng ngồi bên trái, không biết là đang làm gì cả nhà, hay là làm trong cái nhà này không biết. Phía xa xa một cây cũng có một chiếc nè cả nhà, chiếc chữa cháy đậu đây nè. Cũng như là nhân viên làm phục vụ trong này là nhiều người không? Người đây đông lắm. Thì cái khu vực cháy này nằm ngay chỗ đây luôn nè cả nhà. Đây có rất là nhiều xe cứu hỏa ha, đang đậu đây. Ở phía sau thì trong chỗ giữa màn hình này cả nhà, thì có rất là nhiều mấy chú bên đội chữa cháy, người ta đang làm một việc xịt nước ở trong bên trong rất là rông ở trong đó ha. Ở đây có 3 chiếc chữa cháy nha cả nhà. Cái khu vực đẳng thì có 3 chiếc, đằng đây thì cũng thấy có 3 chiếc nè. Thì đằng đây thì còn người ta cũng kéo ống nước dài lại đằng kia luôn ha. Tính ra cái vụ cháy này cũng rất là dữ cả nhà, nên có rất là nhiều chữa cháy lại đây. Thì cái nhà thì dắt giờ thì mấy chú bên đội chữa cháy người ta cũng đang chữa cũng gần xong rồi đó cả nhà. Thì lúc hồi nãy thì có rất là nhiều khói lửa bốc lên từ xa luôn á cả nhà. Thì giờ này thì thấy cũng im dịu hơn lúc hồi nãy rồi, chứ hồi nãy là thấy là khói bay mịt trời luôn. Giờ này thấy đỡ hơn nãy rồi. Thì dắt giờ thấy có bộ đỡ hơn lúc hồi nãy chút xíu ở nhà, chứ hồi nãy là khói mịt trời luôn á. Giờ này thì cũng có thấy là rất là nhiều xe cứu quả thì cũng còn đang ở đây ha, còn đang xịt. Bà con mình cũng hiếu kỳ đến đây xem rất là nhiều đó. Giờ này thì mấy chú mình đang cuốn dây cuốn ống rồi nha cả nhà, hình như là chữa xong rồi ha. Cái nhà dắt giờ thì đội chữa cháy thì người ta cũng chữa xong ha, không còn khói bốc lên ngút nữa. Thì giờ này bên mấy chú bên chữa cháy người ta cũng đang gom đồ với ống nước này kia để người ta về ha cả nhà.
Chú công an thì đang sắp xếp xe cộ qua lại. Chú này nó xảy ra hồi mấy giờ chú? Cả tiếng hồ hả? Ở đây là ở phường 8 hả? Phường 8 thành phố Vĩnh Long ha. Giờ này thì cũng khoảng 9 giờ 8:45 rồi, chắc nãy giờ chắc cũng cháy cũng khoảng chắc cỡ 7 rưỡi rồi chú. 7:40 7:50 là phát quả bạn lên ha. Là người ta điện đội chữa cháy lại liền ha. Này lý do nó cháy là sao chú không biết hả? Hồi nãy thì có người nghe nói là nổ cái bình gì á, bình ga mini hay là cái gì không biết. Nổ bình ga mini hay là nổ bình máy lạnh gì á. Có người nói vậy, có người nói khác, mình cũng không biết sao luôn. Thì cả nhà giờ này bên đội chữa cháy của tỉnh Vĩnh Long thì cũng đã chữa xong rồi cả nhà. Thì thôi giờ này em cũng kết thúc clip cả nhà. Cả nhà mình có quan tâm thì cả nhà mình nhớ nhấn lên cái kênh để em tiếp tục cập nhật và chia sẻ lên cho cả nhà mình nữa nha. Vậy thôi em xin chào cả nhà.